hỏi: Phật giáo bảo rằng chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tại sao chúng sanh lại lầm lạc như thế và mãi đến nay vẫn còn phải chịu khổ sở? Đáp: Chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng chúng sanh cũng có quỷ tánh, thiên tánh, súc sanh tánh, Bồ Tát tánh. Các tánh này chúng sanh đều có đủ cả, nhưng chúng sanh chỉ biết đi xuống chứ không biết đi lên. Cho nên nói quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt là vậy. Chúng sanh tham đắm những gì có hình, có tướng trên thế gian này, như ăn uống vui chơi. Họ cho rằng những thứ đó là thật, còn cái khoái lạc thật sự của tự tánh thì họ tuyệt nhiên không nhận ra. Vì vậy thiện ác vốn là hai đường, nhưng tu thì vẫn tu, tạo nghiệp thì cứ tạo nghiệp. Quý vị nói chúng sanh đều mê lầm, nhưng kia vẫn có người không bị mê lầm, vẫn có người tu hành một cách chân thật, cũng có người khổ nhọc vùi đầu làm công quả. Bởi vậy quý vị không nên nói rằng hết thảy chúng sanh đều bị mê lầm.